kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Tại buổi lễ, sau khi nghe ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, bày tỏ tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, hơn 200 đoàn viên, thanh niên và các lực lượng đã thắp hơn 700 ngọn nến đặt lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến, mỗi nén nhang là tấm lòng thành kính đối với những người đã ngã xuống. Ánh nến trong đêm cũng đã sưởi ấm lòng những người đã từng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện lòng tự hào, tự tôn và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, luôn xung kích tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa trong việc chung tay cùng xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây không chỉ là hoạt động nối tiếp truyền thống cao đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc ta, mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước, qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước.